Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian vừa qua chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của khách hàng quan tâm và tò mò đến căn hộ có diện tích lớn nhất của The Zen Park nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park. Và ngày hôm nay, Việt Anh xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi tham quan và tìm hiểu về căn hộ có 3 phòng ngủ cộng 1 theo đúng tiêu chuẩn Ruby là như thế nào quý vị nha. Xin mời! Chăm nghe không bằng một thấy, và bây giờ Việt Anh xin được giới thiệu cho quý vị về căn hộ 3 phòng ngủ cộng 1 theo tiêu chuẩn Ruby. Diện tích căn hộ sẽ dao động từ 89,5 cho đến 100,6 m². Và quý vị thân mến, đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tối ưu và vô cùng hợp lý dành cho những gia đình chúng ta có đa thế hệ, hoặc chúng ta mong muốn được sinh sống trong một ngôi nhà có diện tích sử dụng chung, rộng rãi và thông thoáng như thế này. Khi quý vị lựa chọn căn hộ 3 phòng ngủ cộng 1 sẽ được chủ đầu tư bàn giao đầy đủ. Bắt đầu từ phía bên ngoài sẽ là cửa chống cháy, còn vào phía bên trong này chúng ta có là sàn, trần thạch cao, và thêm nữa đó chính là điều hòa âm trần, bình nóng lạnh và các thiết bị nội thất liền tường. Nói chung là khá đầy đủ để chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới. Thưa quý vị, mà nhìn chung thì một căn hộ 3 phòng ngủ cộng 1 dòng Ruby có khu vực sinh hoạt chung sẽ bao gồm phòng khách và phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và có một lô gia lớn hoặc là 2 lô gia tách biệt tùy vào vị trí căn hộ, và có một khoảng không gian phụ để mỗi gia đình có thể sử dụng tùy ý vào nhu cầu sử dụng của mình. Căn hộ 3 phòng ngủ cộng 1 được thiết kế với 2 layout khác nhau. Một layout được thiết kế lấy khu vực sinh hoạt chung làm trung tâm, 3 phòng ngủ ở hai bên. Như vậy thì phòng khách và bếp sẽ được trở thành nơi kết nối các thành viên trong gia đình, thưa quý vị. Ngoài ra thì layout còn lại chia khu vực phòng khách, bếp ở một bên, 3 phòng ngủ nằm ở một bên còn lại riêng biệt để tách rời khu vực sinh hoạt chung của cả gia đình và khu vực nghỉ ngơi của từng thành viên, vô cùng tinh tế và hợp lý. Quý vị thân mến, và nơi Việt Anh đang có mặt ở đây chính là khu vực sinh hoạt chung, hay còn được gọi là phòng khách của căn hộ 3 phòng ngủ cộng 1. Mà nếu như quý vị chúng ta tới đây chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Bởi vì sao? Phòng khách này rất rộng rãi về diện tích, và đặc biệt hơn nữa, nó được kết nối trực tiếp với không gian phía bên ngoài thông qua một hệ thống cửa kính lớn. Và tôi rất thích điều này bởi vì hệ thống cửa kính lớn nó giúp đón ánh nắng, gió và không khí tự nhiên tràn hòa vào phía bên trong căn hộ, giúp đảm bảo sức khỏe cho gia chủ. Và ngoài ra nữa, chúng ta có hệ thống cửa kính lớn để giúp cảm quan diện tích của khu vực sinh hoạt chung sẽ được nới rộng hơn rất nhiều. Và đây là một điều cực kỳ tinh tế trong thiết kế. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi tham quan những khu vực phòng chức năng khác quý vị nhé. Và đây là không gian bếp dành cho các bà nội trợ. Thưa quý vị, nếu như để nói về không gian bếp thì điều tuyệt vời đầu tiên Việt Anh muốn nhấn mạnh đó chính là thiết kế. Khu vực bếp đã được chủ đầu tư thiết kế hoàn toàn tách biệt so với phòng khách cùng với các phòng chức năng khác để không làm ảnh hưởng khi mà chúng ta nấu nướng. Và ngoài ra, để tạo một cái không gian rộng rãi và thoải mái như thế này thì chủ đầu tư cũng đã làm 2 phân khu riêng biệt. Ở bên này sẽ là bồn rửa để chúng ta có thể sơ chế đồ ăn, còn nấu nướng sẽ ở phía bên còn lại. Khi chúng ta mua căn hộ này sẽ được chủ đầu tư bàn giao với đầy đủ từ tủ bếp liền tường, hút mùi cho đến bếp và bồn rửa đều được lựa chọn từ thương hiệu rất nổi tiếng là Goranger của Slovenia. Đây là thương hiệu thuộc top 4 châu Âu về sản xuất và cung cấp các thiết bị về gia dụng. Chúng ta còn một điều thú vị nữa, đó chính là khu vực lô gia thứ hai của căn hộ được kết nối trực tiếp với bếp. Và chỉ cần mở cánh cửa này ra thì không khí trong lành sẽ được lưu thông. Trước khi mà chúng ta sẽ cùng đi tham quan phòng ngủ master thì Việt Anh muốn giới thiệu cho quý vị về không gian nơi mà chúng ta có thể đặt một chiếc bàn ăn ở đây. Một vị trí vô cùng thuận lợi khi dễ dàng kết nối từ khu vực bếp hay là phòng khách, nơi mà tất cả các thành viên trong gia đình sẽ quây quần và thưởng thức những món ăn ngon. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một nơi mà Việt Anh nghĩ rằng nó sẽ là nơi ấm cúng và là trái tim của căn hộ này, chính là phòng ngủ master. Xin mời. Phòng ngủ master cũng được bố trí và bàn giao đó chính là tủ liền tường. Chúng ta sẽ có một số những cái chiếc hộp như thế này để chúng ta đựng đồ phụ kiện hay là đồ decor của gia chủ. Và điểm khác biệt quan trọng nữa mà Việt Anh muốn giới thiệu đó chính là phòng ngủ master được bố trí một nhà vệ sinh riêng biệt nhưng vẫn đầy đủ những trang thiết bị cao cấp giống như nhà vệ sinh chung ở phía bên ngoài. Thưa quý vị, và đây là phòng vệ sinh chung của cả căn hộ. Chính vì thế mà diện tích của phòng vệ sinh này nó sẽ rộng hơn so với phòng vệ sinh của phòng ngủ master. Và đây cũng đều được cung cấp các trang thiết bị vệ sinh cao cấp. Một không gian rất thú vị mà Việt Anh muốn chia sẻ với quý vị ngay bây giờ, cũng như là để giải thích cho câu hỏi vậy thì căn hộ 3 phòng ngủ cộng 1, cộng 1 ở đâu? Cộng 1 là ở ngay đây thưa quý vị. Với không gian này thì gia chủ hoàn toàn có thể chủ động để bố trí một phòng chức năng tùy theo nhu cầu của mình, hoặc sẽ là một phòng đọc sách, hoặc sẽ là một nơi để làm việc riêng tư.
Và đây chính là không gian phòng ngủ ở trong căn hộ 3 phòng ngủ cộng 1. Đây là một trong những cái phòng ngủ rất vuông vắn và cực kỳ dễ dàng để cho quý vị có thể tùy ý thiết kế và lựa chọn theo nhu cầu và sở thích của mình. Thưa quý vị, và vừa rồi Việt Anh đã giới thiệu cho quý vị về căn hộ 3 phòng ngủ cộng 1 của The Zen Park. Và xin khẳng định một lần nữa, đây chắc chắn sẽ là sự lựa chọn vô cùng hợp lý và tối ưu dành cho những gia đình có đa thế hệ hay quý vị mong muốn được sinh sống trong một ngôi nhà rộng rãi thoáng đãng. Và tất cả mọi thứ từ thiết kế, bài trí cho tới tất cả các trang thiết bị vật liệu bàn giao đều được lựa chọn từ những trang thiết bị cao cấp. Và quý vị thân mến, chúng tôi tin rằng đây không chỉ là một nơi để ở mà đây còn là một nơi để nuôi dưỡng cảm xúc và mang đến cho quý vị một cuộc sống thực sự chất lượng và đủ đầy. Một lần nữa cảm ơn quý vị khi đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.